Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ cập nhật lại một cái dự án là hướng dẫn nhận ngẫu nhiên token MRK và CBA các bạn. Đây thì một dự án này nó đã update cho người Việt Nam và cũng đã phân phối cho người Việt Nam các bạn. Đây sớm mình đã hướng dẫn cho tất cả các bạn là cái điện cái form là cái form nước ngoài, hiện tại nó mới cập nhật lại cái form cho người Việt mình các bạn. Làm dự án có nhiều dự án người nước ngoài về không, nó không cho người Việt Nam mình về. Thì nói Việt Nam mình chưa điếm. Rồi các bạn, mình có để một cái link Telegram của người Việt cho các bạn cho anh vào nha các bạn. Rồi các bạn follow theo qua tiếp tục nè. Bà chó mới làm rồi sớm giờ mất làm lợi nữa. Rồi các bạn làm theo hướng dẫn của mình nha tất cả các bạn. Mai mình cũng sắp hết pin luôn, chạy hết nổi luôn, mình cũng gắng cập nhật cho tất cả anh em. Tới đâu thì tới, banh luôn được. Rồi theo qua thì tất cả anh em theo dõi lên nha tất cả anh em. Thì cũng như rồi đi tiếp với comment nè. Tất cả anh em test 3 người bạn vào nha. Rồi anh em bấm A cộng nè. Test 3 người bạn vào VS. Rồi A cộng 2 nè. A cộng gì tới ai nữa ta, Phan ta cộng ta. Rồi 3. Rồi các bạn đi tiếp với 3 người bạn nha tất cả các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại nha các bạn. Rồi vậy là follow tiếp tục. Rồi các bạn lướt xuống các bạn. Rồi cái máy hết ăn luôn ta ơi. Đứng máy luôn. Rồi thông tin thì username Telegram các bạn điền như cũ nha các bạn. A cộng anh 1133. Rồi username theo word các bạn điền như cũ nha các bạn. A cộng win VNN9. Các bạn cố gắng làm trò này các bạn, trò này nó sẽ về liền tất cả các bạn. Swap U swap M B K Maliboy C B. Tạm gặp là khó để mình dịch qua tiếng Việt mới được các bạn. Nó quá khó rồi. Rồi Daliman, các bạn chờ mình chút nữa các bạn. Rồi nghe các anh em, nó có thay đổi chút xíu. Anh em vào trang anh em bấm giá của con MRK này nghe các anh em. Thì dòng link đầu á. Wow, sáng mất làm giờ mất làm nữa. Cái này anh em không làm giống mình nghe các anh em. Anh em tự làm chết giá theo của nó nghe các anh em. Giá thì lên xuống khá cân bằng nghe các anh em. Sớm thì giá 11.000 giờ sụt còn 9.15 nè. Rồi tất cả anh em copy chữ S luôn nghe các anh em. Rồi copy luôn. Rồi tất cả anh em sao chép. Rồi tất cả anh em bắt đáp lại. Rồi tất cả anh em điền xuống giá hiện tại của con MRK này nè. Anh em bắt ở đây nha tất cả anh em. Dán không ăn luôn. Rồi sao chép tiếp đi. Rồi anh em bỏ đi. Bỏ từ dấu gạch này. Lấy từ chữ S chữ 95 nè tất cả anh em. Và đó. Rồi nó hỏi tiếp. Rồi nó hỏi tiếp là MR rồi hàng ngày để tính bao nhiêu. Rồi anh em copy list chiếc phần link thứ hai của trang ECTK. Theo thông tin thì giá của con ECB này nó phân phối. Rồi tất cả anh em cũng copy tiếp nè. 8.000 mấy nè. Rồi tất cả anh em sao chép nè. Rồi anh em bắt đáp lên nè. Đầu giá đây, giá đây. Anh em bắt vào người ta các anh em. Là dòng thứ coi cái dòng này là giá của coi lại tính hàng ngày. Rồi rồi tất cả anh em copy cái dòng này nha tất cả anh em. Sẽ bị chỉ liên kết. Phan. Các anh em. Rồi tất cả anh em mở với cho link ra. Thì cái máy của mình làm quá tầm. Mở không lên. Và hỏi đập luôn, làm xong này hỏi đập luôn. Rồi tất cả anh em bấm vào.
Mày không đi là tao đi thiệt. Dạ hết cái video này hơi cập nguồn rồi. Anh em bắt giờ anh em bấm đi rồi anh em bấm nút bỏ này đi. Rồi anh em xuống đây chết chán nghe tất cả anh em. Ở Dali rồi. Dali. Nè tất cả anh em dòng này là Dali rồi giữa con CPE này nghe tất cả anh em. Anh em nhớ kỹ, anh em copy cái dòng Dali rồi USDT nè. Bao nhiêu phần trăm mà anh em copy nè nha. Anh em copy rồi. Đó. Rồi anh em để đây. Tìm nó đi. Anh em mở qua Google nè. Nãy con CPE không tất cả anh em. Rồi anh em đứng xuống lại nè. Đầu 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 đầu. CPA qua TDX là chọn tính USD anh em bắt vào đây nha tất cả anh em. Rồi tới cái con Dali rồi con MRK rồi anh em cũng mở với cho link ra nãy như nãy nha tất cả anh em. Từ từ thôi, mình từ từ thôi, anh em lướt xuống nè. Nãy con CPA bây giờ nó tới con MRK nè anh em lướt xuống cũng Dali rồi nữa nha anh em. Qua USDT nè. Đó. Anh em copy đi làm bảo đảm cho anh em trong vòng 2 bữa đó thế nào về anh em copy đi còn về thôi nha thế anh em. Anh em bắt cho nè đó bạn đã chia sẻ bao nhiêu người bạn hồi nãy tất cả anh em chia sẻ ghi quýt trên Twitter mấy người thì các bạn ghi giờ mấy hồi nãy mình tới quýt 3 người ghi 3 rồi bạn đã tìm hiểu này sự kiện này ở đâu đề xuất cho bạn về dự án này nha các bạn. Thì các bạn cũng ghi như hồi sớm các bạn qua bên Google dịch các bạn để xuất tham khảo các bạn để mình copy cái này đi đề xuất cho của bạn cho mong quá bạn đã tìm hiểu sự kiện này ở đâu các bạn ghi vào Việt Nam nghe tất cả thì các bạn tại hôm ta email nó gì ở về các bạn u rồi tất cả anh em qua bên cái này dòng ta để sức của bạn cho con tôi đâu cho dự án nè hỏi tất cả anh em copy con CPA này tất cả anh em bên đây nè khoan anh em copy dòng này đi. Anh em copy dòng này nha tất cả anh em sao chép nha anh em mở Google lên nè mở Google dịch lên rồi sắp hết pin luôn rồi anh em bắt và anh em ghi anh em bỏ đi bỏ mấy chữ này đi anh em ghi theo con này nè này tôi rất thích tôi với dân sao ta tôi rất thích và hy vọng tôi rất thích token này đi token này và hy vọng mong manh thôi và hy vọng MG và C đít sàn giá khá là cao đít sàn đít nhiều sàn lớn. Rồi cho anh em bấm vào đây nha anh em. Rồi anh em chuyển qua tiếng Anh qua tiếng Việt đi. Tiếng Việt qua tiếng Anh nha tất cả anh em. Rồi. Anh em mở lên. Rồi. Rồi, các bạn bắt vào đây nha tất cả anh em. Bạn đã tìm hiểu sự kiện này đâu Việt Nam ta. Rồi các bạn ghi vào địa chỉ TGS của tất cả các bạn nha tất cả các bạn. Các bạn mở dưới cho anh Linh rồi nè. Hết dụng cái này rồi. Để tất cả anh em bấm vào một cây nè. Bấm vào reset copy cái link nè.
Rồi hết pin luôn. Rồi bạn bấm gỡ nha tất cả các bạn. Rồi các bạn bấm gỡ là hoàn thành dự án nha tất cả các bạn. Rồi mai mới hết pin tắt nguồn luôn. À, các bạn ghi giùm mình số từ Việt Nam này, các bạn ghi vào từ Telegram nha các bạn. Telegram hoặc theo Word nha tất cả các bạn. Ghi Telegram chứ. Rồi các bạn bấm gỡ nha các bạn. Rồi như vậy mình đã hoàn thành dự án nha tất cả các bạn. Các bạn nhớ bấm chuông like đăng ký cập nhật những video clip tiếp theo mình. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha. Hết pin luôn.